đây ở hồ Hoàn Kiếm và Hồ Gươm. Chúng ta cùng lên cà phê Đinh này. Đinh cà phê rất là huyền bí. Cà phê Đinh được thành trên pasta. Vẽ phải đi uống cà phê phố cổ Hà Nội là thế đấy. Chết nhầm đây tối cái đình 7:12 giờ ok vào bên trong sang phố bên không ra